không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng tôi, những anh em linh mục Công giáo, rất hân hoan đến với quý vị và các bạn trong chương trình Phaolô Mới TV, Kho tàng Giáo hội. Hôm nay tôi là linh mục Phaolô Trịnh Minh Thái cùng với các cha. Tôi là Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long. Giuse Trịnh Ngọc Giang. Chúng tôi hân hoan mến chào quý vị trong chương trình. Ngày hôm nay là chương trình rất đặc biệt. Chúng ta mừng bổn mạng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày mừng kính Thánh Francisco ngày 4 tháng 10. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ chia sẻ những nhân đức của Ngài, những hành động, những lời nói của Ngài mà nó có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới ngay trong những ngày hôm nay, đặc biệt trong chuyến viếng thăm Cuba và Hoa Kỳ. Giờ đây xin cùng hát với nhau bài hát Blessed Are They, hạnh phúc thật. Thần người nào sống khó nghèo, vì vương quốc cha thuộc về ta. Hạnh phúc thần người gặp cảnh khó nghèo, nay cha sẽ vui an. Mừng vui hay mừng vui, hạnh phúc những người được cha yêu thương. Ngợi khen hay ngợi khen, nước Chúa sẽ nở hoa đời ta. Blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of God. Blessed are they of sorrow, they shall be consoled. Rejoice and be glad. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Hạnh phúc thần người hiền sống hết tình, vì đất hứa đang chờ đợi ta. Hạnh phúc thần người nghèo đói khát nhiều, họ được nó hoa luôn. Mừng vui hay mừng vui, hạnh phúc những người được cha yêu thương. Ngợi khen hay ngợi khen, nước Chúa sẽ nở hoa đời ta. Blessed are you, holy are you. Rejoice and be glad. Yours is the kingdom of God. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất hân hoan đến với quý vị ngày hôm nay. Ngày mừng kính Thánh Francisco thành Assisi ở Italy, là một vị thánh mà vào thế kỷ thứ 12-13 cho đến bây giờ Ngài vẫn có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn về cái linh đạo của Ngài, về cái cách sống của Ngài. Và bằng chứng xác thực là chính Đức Giáo Hoàng Jorge Bergoglio khi mà được tiến chức Giáo Hoàng thì
chính Ngài đã không ngần ngại chọn lấy cái tên Francisco, để rồi trong vòng khoảng 2 năm rưỡi vừa qua, Ngài đã trở thành một Francisco thứ hai. Các cha có đồng ý với tôi cái điểm đó không? Vâng, đồng ý với cha Thái. Vâng, thì lời mở đầu của các cha đến với chương trình ngày hôm nay là gì? Rất là vui khi được gặp lại hai cha cũng như tất cả quý khán giả trên đài truyền hình, trên làn sóng VBS ngày hôm nay. Thì thật sự như cha Thái cũng đã nói là có lẽ đây là vị giáo hoàng của chúng ta, đây là vị thứ hai, vị thánh Francisco thứ hai mà chúng ta gặp thấy là bước trên mặt đất. Thì rõ ràng đó là những gì Ngài làm và những gì Ngài nói nó luôn đi đồng hành với nhau. Cũng giống như là một Francisco hồi thế kỷ thứ 12 thì Ngài vẫn nói và Ngài vẫn làm. Thì chính vì cái điều đó cho chúng ta thấy được rằng là vâng, lời nói và việc làm nó có một cái gì đó tác động đến cái đời sống những người xung quanh. Mà như hai cha cũng đã thấy là suốt 2 năm, hơn 2 năm vừa qua, hình như là tất cả trên tờ báo, tất cả những gì mọi truyền thông và cái chuyến đi vừa qua bên Hoa Kỳ này, hai cha thấy rằng là hình ảnh Đức Giáo Hoàng lấn át hết tất cả những báo chí truyền thông. Trong khi đó mấy năm về trước thì những vụ mà scandal, thấy không, nó chiếm hết tất cả những cái bề nổi của tờ báo, mà ngày hôm nay thay thế vào một vị Đức Giáo Hoàng, một ông áo trắng. Thì cha Danh với cha Thái cũng đã thấy, ngay cả khi mà Tập Cận Bình đi qua sau ngày thì báo chí cũng không đề cập gì đến nhiều, nhưng mà chỉ nói về Đức Giáo Hoàng. Thì cái điều đó nói lên là chúng ta thấy rằng là cảm tạ Chúa, chúng ta có một vị chủ trăng luôn luôn đồng hành và luôn luôn yêu thương và hiện thân của vị thánh Francisco. Vâng, hôm nay chúng ta chia sẻ về dư âm của cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Hoa Kỳ đó. Thì chúng ta phải biết những cái nguyên tắc này. Trước hết là không ai là thánh, tự mình là thánh, chỉ có Thiên Chúa là đấng hoàn hảo, là đấng thánh. Tuy nhiên con người chúng ta thì được mời gọi nên thánh. Thì chúng ta tạ ơn Chúa cho thế giới, đặc biệt là Giáo hội Công giáo, Đức Giáo hoàng Francisco trong thời điểm hiện tại. Thì Ngài chọn Thánh Francisco để và rồi sống tinh thần của Thánh Francisco là một đấng mà vào thế kỷ thứ 12-13 đã đi rất sát với tin mừng của Chúa. Tức là Ngài được coi là một vị thánh mà vào cái thời mà ai cũng thích quyền bính, danh vọng, tiền bạc, kể cả trong giáo hội, thì Thánh Francisco đã có một cách thức để biến đổi giáo hội cũng như người ta. Đó là cái cách con đường sống nghèo khó, khiêm nhường giống Chúa. Thì Đức Giáo hoàng Francisco trong 2.5 năm vừa qua đã sống cái tinh thần của Chúa Giêsu rất là sát trong những cái tính cách đơn sơ, nhỏ bé, khiêm nhường. Và Ngài đã thực lòng là sống như thế. Và không phải chỉ có khi lên ngôi giáo hoàng, nhưng mà trước đó, ngay từ thời xưa đến giờ, Ngài đã sống cái tinh thần đó rất là tốt đẹp. Thì đó là lý do tại sao mà Ngài rất là được nổi trong thời gian qua. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục chia sẻ về Ngài cũng như dư âm của cuộc viếng thăm của Ngài. Vậy thì đối với cha Danh thì chuyến đi vừa qua của Ngài đó, cái gì để lại cái ấn tượng, cái điểm son đối với cha Danh, ấn tượng về Đức Giáo hoàng? Vâng, thì chúng ta thấy chỉ có khi Đức Giáo hoàng đến thăm Hoa Kỳ và đứng cạnh Tổng thống Obama của chúng ta, cũng như là có rất nhiều nhân vật quan trọng nhất của Quốc hội Mỹ, ông Chủ tịch Quốc hội, rồi tất cả những nghị sĩ, rồi dân biểu, rồi thống đốc, rồi nói chung kể cả lãnh đạo quốc tế nữa, thì nơi Đức Giáo hoàng nó có một cái gì đó nó khác. Chúng ta biết chúng ta sống vào cái thời buổi mà tranh chấp chính trị và thế giới, rồi lãnh thổ nó quá cao đi. Liên Xô, Trung Quốc, rồi bên Âu Châu, bên Á Châu, rồi bên Trung Đông. Chúng ta cảm thấy mệt quá rồi. Coi TV, coi tin tức chúng ta thấy nhiều lúc không biết thế giới này nó sẽ ra sao. Thì cái hình ảnh mà Đức Giáo hoàng hiện diện rồi cùng với tất cả những vị lãnh đạo ấy, nó cho chúng ta một cái bình an phần nào giữa một cái xã hội mà nó quá nhiều bất ổn. Đó là cái điều mà mình thấy đầu tiên. Cảm ơn và cái hy vọng, đúng không ạ? Một cái hy vọng mới cho thế giới. Và thưa quý vị và các bạn, tôi và cha Danh cũng vừa có dịp đi qua New York trong mấy ngày vừa qua. Một chuyến tốc hành, tốc mùng đi và bay sang đó là trong vòng 3 ngày liên tục là đi khắp thành phố New York. Và một cái biến cố đặc biệt đối với tôi đó là sau khi Đức Thánh Cha cầu nguyện ngay tại cái bờ hồ tưởng niệm, là hai cái vùng, hai cái miếng đất mà trên đó đã được xây hai cái tòa tháp đôi hồi xưa, thì người ta, chính quyền Hoa Kỳ đã dùng hai cái miếng đất đó để làm hai cái hồ nước thật là lớn. Xung quanh là khắc tên của những nạn nhân, để rồi mọi người đến đó như là một cái nơi tưởng niệm cầu nguyện cho hòa bình. Tôi cảm nghiệm riêng tư là như vậy, và chính tôi cũng đến đúng cái nơi Đức Thánh Cha đã
đứng trong những phút giây phút trước đó để đứng cầu nguyện và cho những nạn nhân và cầu nguyện cho sự hòa bình thế giới. Sau khi những lời cầu nguyện thì chúng tôi đi ra cái quạt chụp cái tòa tháp bây giờ gọi là tòa tháp số 1 là thương mại thế giới đó. Thì có một tòa tháp cao thì xây kế bên đó. Thì đứng nhìn lên chụp tấm hình thì thấy nguyên một cái cầu vồng, mà lại là một cầu vồng mọc lên giữa một ngày nắng đẹp. Đó là một chuyện vô cùng lạ lùng. Tôi thiết tưởng đó chỉ là một cái dấu lạ, nó dễ thương, nó nhẹ nhàng thôi, chứ không có coi đó là một cái gì ghê gớm ha. Từ đó mà chúng ta mới thấy được cái cầu vồng là biểu tượng của hòa bình, của hy vọng, của một sự sống mới dưới sự hiện diện của và hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng. Tôi thiết tưởng thế giới có được cái niềm hy vọng đó. Đối với Trà Thái là cái ấn tượng sau chuyến đi vừa rồi của Ngài. Vâng, và rồi các báo chí trên CNN, trên Time Magazine có những cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là hình của Đức Giáo Hoàng hôn lấy những em bé mà mấy chục lần trên đường đi. Ngài luôn luôn là để ý đến những em bé, đặc biệt là những em bé tàn tật, những em bé bại não phải nằm trên xe lăn. Đôi khi Ngài đang lái xe giữa đồng không mông quạnh đó, Ngài nói mọi người ngừng lại hết để Ngài đến, Ngài ôm hôn một em bé. Đó là một cái điểm đặc biệt của các Đức Giáo Hoàng viếng thăm, đặc biệt là Hoa Kỳ và nhất là Đức Giáo Hoàng Francisco của chúng ta đây. Thì chúng ta thấy có một số gia đình, một số người lái xe nhiều ngày, cả tháng, mấy tháng để từ rất xa, có một gia đình từ Argentina đó lái xe đến mười mấy ngàn mai để rồi hy vọng nho nhỏ thôi, hy vọng rất mong manh là được gặp Đức Giáo Hoàng thôi đó. Và chờ cả hàng chục tiếng đồng hồ trong suốt buổi sáng sớm cho đến một cái gia đình xế chưa, mấy đứa con, hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ được lái xe đi ngang nhìn mặt một cái là xong. Và có một điểm độc đáo nữa, đó là bất cứ nơi đâu Đức Giáo Hoàng hiện diện hay là đi đó, thì cái sự để ý của Ngài á, nhiều khi chúng ta thì cứ nghĩ rằng Ngài sẽ để ý đến Tổng thống, vị lãnh đạo này, vị lãnh đạo kia, Hồng Y, Giám Mục, v.v. Thật sự ra không hẳn. Ngài để ý đến em bé, những em bé, những người tàn tật, những người ngồi xe lăn, những người bị cái này, bị cái kia. Có vẻ là cái điểm tâm của Ngài để ý, đó là cái độc đáo, rất là hay của Ngài. Những người bên lề ha. Vâng. Đây là những người bé nhỏ bên lề chứ không ạ. Thế thì bây giờ trong cái phần đó thì đối với Trà Thái đó, Trà Thái nghĩ thế nào? Trà Thái có lẽ có theo dõi cái phần mà Ngài nói với lưỡng viện không? Của lưỡng viện Hoa Kỳ đó. Đó cũng lại là một điểm mới mẻ nữa. Lần đầu tiên trong lịch sử nha. Bộ Giáo Hoàng là đứng nói với lưỡng viện Cộng lưỡng hòa viện Quốc hội. Yeah. Vâng. Thì chúng ta thấy Ngài là một người đến với mọi người ha. Dĩ nhiên là Ngài để ý đến những em bé, những người nghèo khổ, khuyết tật, những người trong tù. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy cũng có những cái hình ảnh như thế này. Có nghĩa là Ngài đối thoại với tất cả các vị Hồng Y Giám Mục của Hoa Kỳ, khoảng 400 vị đó. Rồi tối cao Pháp viện, rồi đến kể cả Obama, rồi Fidel Castro. Đây là những cái hình ảnh mà tôi thấy đẹp lắm, là Ngài có ngôn ngữ để mà đến với tất cả mọi người. Để rồi chúng ta mới thấy đó là cái tinh thần mà Ngài cổ động một cái từ rất ngắn gọn. Ngài nói là the culture of encounter. Chúng ta hãy cổ vũ một văn hóa của sự gặp gỡ, một văn hóa của đối thoại, thì chiến tranh, hiểu lầm, bạo lực nó sẽ bớt đi trong cái thế giới này. Đó là cái điều mà tôi tóm tắt được khi mà Ngài nói đối với những cái lãnh đạo các quốc gia và lưỡng viện quốc hội. Vâng, Chúa Giêsu dạy rất nhiều lần cho chúng ta rằng ai nâng mình lên á sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Thì cái chân lý đó tôi thấy rất là rõ nơi Đức Francisco của chúng ta. Và chúng ta có khuynh hướng nâng Ngài hay là những vị quan trọng trong giáo hội hay là trong thế giới lên. Nhưng mà cái điều đó không nên nhấn mạnh, mà hãy nghĩ đến cái sự phục vụ, cái sự hà mình, cái sự khiêm nhường thật sự để rồi Thiên Chúa nâng lên. Thì một cách nào đó tôi thấy Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài càng khiêm nhường, mà chúng ta thấy nơi đó, nơi Ngài ít nhất là hơn 2 năm qua, thì Ngài lại được popular, theo tiếng Mỹ hay tiếng Việt là được nhiều người quý mến. Được đấy. Vâng. Rất là tuyệt vời cái cuộc nói chuyện với anh chúng ta hôm nay rất là sôi động. Thì chắc là chúng ta sẽ trở lại sau một vài giây phút thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị.